Xin chào các bạn Mira, chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh của mình. Vẫn là mình Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài riêng với mình, lá số chiêm tinh cá nhân hoặc học Tarot 1:1 với mình qua trang Facebook chiêm tinh cổ học hoặc Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này nhé. Chủ đề của ngày hôm nay là Trong khoảng thời gian tới khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn sẽ nở hoa bung bét? Nở hoa bung bét tức là khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn sẽ trở nên thịnh vượng hơn, sẽ tốt đẹp hơn, sẽ được cải thiện hơn. Nói thế đi, thì bản thân mình cũng không biết nhá. Đây là cái trải bài khá là ngẫu nhiên. Có thể trong trải bài của bạn chỉ có một khía cạnh duy nhất nở hoa bung bét, nhưng cũng có thể cái trải bài đó có tận hai khía cạnh. Thì biết làm sao, tất cả là phụ thuộc vào mỗi trải bài. Đấy, mình cũng không có cam đoan là chỉ có một khía cạnh duy nhất nở hoa nhá. Rồi, với trải bài của ngày hôm nay thì mình khuyến khích là các bạn nếu có thời gian hãy nghe cả ba tụ. Hãy nghe cả ba tụ nếu có thời gian. Bởi vì có thể trong thời gian tới rất nhiều khía cạnh của bạn nở hoa bung bét thì làm sao? Bởi vì thời gian gần đây bạn đã làm việc chăm chỉ với bản thân, bạn đã luyện tập, bạn đã học hỏi, nỗ lực rất là nhiều, nên thời gian tới là kết quả nó đến dồn dập. Đấy, và nghĩ đến thôi cũng đủ sướng rồi đúng không? Rồi, hôm nay thì mình cũng không có câu chuyện nhảm nhí gì để kể cho các bạn đâu. Thế nên chắc là chúng mình sẽ vào chọn tụ luôn nhá. Hôm nay thì mình xem bằng 3 bộ bài. Đầu tiên là Lenormand chim xanh này, bộ Oracle hoa hồng này, lâu lắm không dùng bộ này, và bộ Tarot Divine, Tarot ngụ ngôn, lâu lắm cũng không dùng bộ này. Rồi, để chọn tụ thì cho các bạn chọn đá. Tụ 1 là viên đá màu nâu. Ok. Tụ 2 là viên đá màu xanh tím than. Và tụ 3 là viên đá màu hồng. Tại sao mình lại dùng màu thay vì dùng tên đá? Bởi vì đây là đá đểu. Đây là đá đểu, chưa phải là đá thật. Mình hiện giờ mình đang tìm hiểu về đá và phong thủy rồi. Thì khi nào mà mình biết nhiều hơn về đá và có những cái viên đá thật thì mình sẽ cho các bạn chọn tụ bằng những viên đá đó. Nhắc lại này, tụ 1, tụ 2 và tụ 3 cho câu hỏi là sắp tới khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn nở hoa hoặc là được cải thiện đi. Đấy, sau khi các bạn chọn tụ xong mình xin phép được vào tụ 1. Quên mất, cách chọn tụ như sau. Các bạn nhắm mắt vào, hít 3 hơi thật sâu. Quá trình hít thở không nghĩ bậy bạ, không nghĩ linh tinh, để đầu óc trống rỗng, rồi chọn lấy tụ, lấy viên đá mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Hoặc là cách thứ hai đấy là các bạn nhắm mắt vào, tua đến tụ nào thì đó là tụ dành cho các bạn. Đấy, các bạn có thể chọn từ 2 tụ trở lên, mà như mình đã nói là recommend ngay cả 3 nhé. Rồi, bây giờ mình xin phép được vào tụ 1, tụ của viên đá màu nâu nhé. Xin chào các bạn Mira, tụ 1, các bạn là những người chọn viên đá màu nâu và mình sẽ để đá hay đồ vật chọn tụ các bạn ở đây. Rồi, với trải bài này đầu tiên là sử dụng bài Tarot cho câu hỏi của các bạn, cho tụ của các bạn. Khía cạnh nào sắp tới trong cuộc sống sẽ nở hoa bung bét? Nở hoa bung bét đây là tốt chứ sao? Rồi, đầu tiên chúng ta có là 4 gậy. Một cái điều gì đó nó là một happy ending. Đấy, và lá này ra thì mình hay liên tưởng ngay đến kết hôn, đám cưới. Rồi, Hierophant cũng có thể coi là đám cưới, bởi vì Hierophant đại diện cho năng lượng của truyền thống. Của truyền thống, mà đám cưới, kết hôn là truyền thống. Hai gậy. Rồi, và nữ tư tế. Rồi, đấy là 4 lá Tarot. Chúng ta có 4 gậy này, 2 gậy này, nữ tư tế và Hierophant. Ok. Đầu tiên thì mình có cảm thấy là cái năng lượng hiện tại của bạn nó hơi giống High Priestess, hơi giống nữ tư tế. Tức là bạn đang trên hành, không phải trên hành trình mà là cứ nói là trên hành trình cũng được. Bạn đang trên hành trình thực hiện một cái điều gì đó.
hoặc là đang hiện thực hóa một cái điều gì đó. Và đây là cái hành trình kéo dài cũng được được tương đối lâu rồi, được thể hiện qua lá hai gậy. Đấy, bản thân bạn thì cũng không rõ kết quả như thế nào, bạn cứ làm vậy thôi, bạn cũng không rõ kết quả như thế nào. Nhưng mà với cái năng lượng này mình thấy là không rõ thôi, chứ không phải là bạn lo lắng về kết quả. Bạn chỉ là bạn nó giống như là bạn không quá quan tâm đến kết quả ấy. Bạn nỗ lực hết mình, chăm chỉ hết mình, nhưng kết quả ra sao thật sự nó không quá quan trọng với bạn như thế. Bạn không phải là cái kiểu người đặt cái kết quả lên hàng đầu và khiến cho bản thân bị xì chết vì cái kết quả đấy nhá. Chứ hết là như thế. Tuy nhiên có thể bạn không biết, nhưng mà những gì bạn đang làm lại là đúng, là vô thức, là vô thức đang thực hiện đúng cách của manifestation hay là luật hấp dẫn. Bởi các bạn biết cái bước cuối cùng trong luật hấp dẫn hay là manifestation là gì không? Không phải là bạn luôn nghĩ về cái kết quả với cái thái độ tích cực đâu, đó là bạn buông xuôi, bạn đếch nghĩ về nó nữa. Ví dụ là bạn cố gắng thu hút một partner, một bạn đời, người yêu hoàn hảo, một mối quan hệ lâu dài vào cuộc sống, và bạn dùng luật hấp dẫn để thu hút, bạn có những cái tiêu chuẩn nhất định về cái người đấy, và bạn cố gắng nỗ lực để cải thiện bản thân sao cho cũng đạt được cái trình độ, cái tần số giống cái người mà bạn mong muốn đó. Và trong quá trình mà bạn đang tập luyện, bạn cố gắng như thế, bạn quên đi mất là mình làm vì cái gì. Bạn chỉ cảm thấy là bây giờ mình giỏi hơn, mình nhiều kiến thức hơn, mình đẹp hơn thì mình hạnh phúc, thế thôi. Tự bỗng dưng bạn quên mất thì cái thời điểm bạn quên á, vũ trụ sẽ gửi đến cái người phù hợp dành cho bạn. Đấy. Bạn để ý mà xem, thường trong cuộc sống của bạn á, bạn không để ý đến chuyện gì, bạn không quá quan tâm đến khía cạnh nào thì khía cạnh đó nó thường xảy ra. Và nó thường diễn biến khá là tốt. Còn bạn càng để ý, bạn càng xem xét, soi xét, suy xét nó thì nó lại càng nhiều vấn đề. Bạn để ý mà xem nhá. Thì đấy, mình thấy ở đây là với các bạn tụ một, bạn đang trên một cái hành trình nào đó cũng lâu rồi, đi được đến 8, 9 trên 10 rồi, bạn cũng chẳng quan tâm đến kết quả. Nhưng trong thời gian tới, kết quả nó là một cái happy ending, nó là một cái thứ gì đấy rất là tốt. Nó là tốt, kết quả tốt. Đấy, tốt và ổn định. Thì giống như việc bạn yêu một người khá là lâu, bạn chẳng quan tâm là kết hôn hay không, cảm thấy hạnh phúc bên họ, mỗi ngày đều học được điều mới với nhau. Đấy, và cuối cùng là kết hôn thôi, mọi thứ đến rất tự nhiên. Núi và đứa trẻ. Chờ chút mình rút nốt cả Oracle để xem có gì cần nói cho bạn không. Anna, Đức Mẹ. Đây là cái kế hoạch, nó mang tính kế hoạch của vũ trụ đấy. Đây, Inner Temple, Devotion. Ok. Và là cuối cùng là bạn, you already doing it, stop overthinking. Rồi. Với cái năng lượng của trải bài này thì mình thấy là vốn dĩ các bạn tụ một á, mình không quan tâm tuổi đời các bạn bao nhiêu nhá. Mình không quan tâm. Mình thấy được cái năng lượng trong cái trải bài này nó khá là bình tĩnh, nó có gì để nó calm, nó cân bằng và chín chắn. Nó không phải chín chắn theo kiểu già đời mà nó giống như kiểu bẩm sinh, bình sinh bạn đã biết phải làm gì ấy. Đấy. Có thể nhá, có thể là trong quá khứ bạn đã gặp một số chuyện và khiến cho bạn thay đổi cách nhìn nhận. Có thể trước đây bạn là người rất quan tâm đến kết quả, bạn muốn mọi thứ phải theo ý mình, nhưng mà sau một vài lần bị vũ trụ cho ăn hành ngập mồm, bạn nhận ra là mọi cái kế hoạch bạn lên ý tưởng, lên kế hoạch thì thường không bao giờ được như ý muốn. Thế nên là bạn học cái cách buông xuôi, cái cách chấp nhận, buông bỏ. Cố gắng thì vẫn cố gắng, nhưng mà kết quả ra sao nó không còn quan trọng nữa. Ví dụ như là kết quả xấu ta cũng vui, vì ta đã cố gắng hết mình. Kết quả tốt ta cũng vui. Nói chung với cái bạn này, với các bạn tụ một, không phải là các bạn không có cảm xúc đâu, nhưng mà các bạn
cảm thấy như không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những yếu tố bên ngoài, chuyện xấu hay chuyện buồn nó cũng không làm cho cái biểu đồ tâm trạng của các bạn lên xuống quá mạnh. Đó. Đó là lý do vì sao mà điều tốt sẽ xảy đến với bạn. Thường là như thế, khi bạn không quá quan tâm đến một cái khía cạnh thì nó sẽ xảy đến tốt nhá. Thì trong thời gian tới, cái thứ mà sẽ nở hoa bung bét trong cuộc đời bạn á, nó là một thứ mà các bạn đã đi cố gắng vì nó lâu dài rồi nhá. Nhớ, có thể là công việc, có thể là học tập, có thể là tài chính, tình cảm. Nó là một thứ đã đi lâu dài rồi. Tính chất của nó như thế, bạn làm lâu rồi, bạn cố gắng vì nó lâu rồi, đi được đến 8, 9 trên 10 rồi. Và sắp tới sẽ là 10, và kết quả của 10 sẽ là một cái gì đấy nó tươi đẹp. Trong cái khoảng thời gian từ 1 đến 8 đến 9 đó, chắc chắn là sẽ có những cái vấn đề, cái khó khăn, cái chướng ngại vật. Nhưng mà bạn không có vấn đề gì cả, bạn cứ vượt qua bình thường thôi. Vậy bạn vượt qua được và bạn cảm thấy là ồ, cái ngọn núi này tôi đã vượt qua được một lần, thì chắc chắn cái ngọn núi kia tôi cũng làm được. Có gì đấy ở bạn nó rất bình tĩnh. Và cái kiểu năng lượng này thì mình nghĩ là kể cả khi mà bạn đạt được cái nở hoa bung bét này, bạn cũng không quá bị kích động hay không quá ôi sướng quá, hạnh phúc quá, mua sổ số ăn mừng thôi. Bạn nữa kiểu ok, nếu kết quả tốt thì mình mừng, kết quả không tốt thì mình cũng mừng. Nó là như thế. Cái kiểu năng lượng của các bạn mình cảm nhận được là như vậy nhá. Tuy nhiên vẫn rất là chăm chỉ, vẫn rất là chăm chỉ cho, nói đúng hơn là không phải là lười, mà là bạn, tôi làm những gì mà tôi cảm thấy cần phải làm, chứ tôi không có quan tâm đến kết quả. Đấy, vì tôi phó mặc cho có hơi là kiểu phó mặc cho đời, phó mặc cho số phận, phó mặc cho vũ trụ. Nếu mà vũ trụ muốn tôi thành công, ok thì tôi sẽ thành công. Vũ trụ không muốn tôi thành công, muốn tôi phải học lại một lần nữa, ok thì tôi học lại lần nữa. Nhưng mà tôi sẽ vẫn chăm chỉ, tôi cố gắng, tôi nỗ lực từng ngày, tôi chỉ biết đến quá trình thôi. Đấy. Kết quả không làm cho tâm trí hay không làm cho tôi cảm thấy gì chết. Ok. Mặc dù cái lá này là nó mang năng lượng của cái la hầu, nhưng mình cảm thấy cái năng lượng của các bạn nó giống kế đô nhiều hơn là la hầu. Như là kiểu buông xuôi, kiểu tôi biết rồi, thế thôi, thế nào cũng được, sao cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng không phải người lười biếng. Chính ra cái năng lượng này mới hay này, chính ra thế này mới tốt này. Đấy. Còn khi mà bạn quá tập trung cho một cái gì đó, bạn nghĩ cách, bạn lên kế hoạch, bạn muốn mọi thứ, cái khía cạnh đó nó phải theo ý bạn, thì thế quái nào nó cũng chệch hướng. Và bởi vì bạn biết là thế quái nào nó cũng chệch hướng, thế nên bạn đếch kiểm soát nữa. Bạn cố gắng thì vẫn cố gắng, nhưng mà khi mà nó chệch hướng thì bạn linh hoạt, bạn ok, xuôi theo dòng thôi. Đời muốn mình dễ trái thì mình dễ trái, đời muốn mình dễ phải thì mình dễ phải, không vấn đề gì cả. Các bạn chớ có lầm tưởng cái thái độ này với việc là gió chiều nào xuôi chiều nấy. Cái người này, những bạn tự một này rất là có chính kiến, chỉ là bạn ấy biết cách xuôi theo dòng đời, xuôi theo dòng chảy của cuộc sống. Và cái người mà học được cái cách xuôi theo dòng chảy của cuộc sống này mới là cái người tìm được hạnh phúc và bình yên trong tâm hồn. Đấy. Tóm lại là cái khía cạnh nở hoa bung bét là một thứ mà các bạn đã thực hiện lâu rồi. Nhá, cứ nhớ chứ, xem cái khía cạnh nào trong đời các bạn thực hiện lâu rồi, làm lâu rồi, và sắp tới là kết quả tốt. Nhưng mặc dù kết quả tốt, các bạn chả quan tâm lắm đâu. Bạn chỉ kiểu thế à. Đó là như thế nhá. Rồi, ok, thì đấy là trải bài của các bạn tự một. Chắc mình sẽ dừng cái trải bài này ở đây. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, và đừng quên ủng hộ kênh mới Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhá. Bye bye. Xin chào các bạn tụ hai, các bạn là những người chọn viên đá màu xanh tím than, và mình sẽ để đá của các bạn ở đây. Rồi, với trải bài này đầu tiên sẽ rút cho các bạn 4 lá bài tarot để xem là sắp tới khía cạnh nào trong cuộc sống của các bạn sẽ nở hoa bung bét. Rồi. 10 ly. Chắc chắn là sẽ có sự nở hoa bung bét ở đây. Nữ hoàng ly. Rồi. Công lý. Rồi.
và sức mạnh. Rồi, xin phép được rút thêm bài, hai bộ bài kia luôn. Rồi mình sẽ nói một thể nhé. Chuột, ok. Tòa tháp, rồi. Được, đẹp, tốt. Không vấn đề gì. Rồi, nốt 3 là Oracle. Mình có thông điệp rồi nhưng mình vẫn muốn rút nốt cho cái trải bài nó hoàn chỉnh. Get grounded, ok. Kết nối với thiên nhiên. Rồi, impact là người thấu cảm. Align, sắp xếp lại cuộc sống. Nó khá là giống năng lượng của là công lý, justice và starseed. Starseed, ok. Rồi, sắp xếp lại bài một chút. Sắp xếp một chút. Một chút, ok. Rồi, mình bắt đầu đọc đây. Mình thấy cái khía cạnh sẽ nở hoa trong bung bét trong cuộc đời bạn á, nó là tình cảm. Nó thiên về tình cảm đấy. Cái trải bài này thiên về tình yêu. Nhưng mà bạn hiểu cho mình thế này nhá, cái tình cảm này cũng chưa chắc là tình yêu đôi lứa luôn, mà có thể là tình yêu với bản thân. Bởi vì bạn nghe suốt rồi đúng không, bạn phải yêu bản thân đã thì bạn mới học được cách yêu người khác. Cái chuyện đó đúng đấy. Bạn chưa yêu bản thân đủ á, thì không phải là bạn không biết cách yêu người khác, mà khi mà bạn chưa tôn trọng bản thân đủ, bạn sẽ thấy là bạn luôn luôn hẹn hò với sai người. Những người đến để đối xử với bạn không ra gì, để coi thường bạn, để chửi mắng bạn, để bạo hành bạn. Và nếu mà bạn mới gặp một người mà họ đã chửi với bạn, họ đối xử tệ với bạn, thì ok, đấy không phải lỗi của bạn. Nếu mà mới gặp mà đã thế luôn, họ xông vào họ đánh bạn luôn thì không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu họ ở trong cuộc sống bạn lâu và họ đánh bạn, họ bạo hành, họ bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần bạn nhiều lần, mà không phải theo kiểu là họ bắt bạn phải như thế, không phải theo kiểu họ nhốt bạn vào nhà để bạo hành ấy, mà bạn tự nguyện đến với họ vì mặc dù biết là họ vẫn tiếp tục bạo hành bạn ấy, thì đó là lỗi của bạn. Đó là lỗi của bạn. Bạn cho phép họ làm vậy, bạn cho họ cái quyền được đối xử với bạn như thế. Và tại sao bạn lại cho họ cái quyền đối xử với bạn như thế? Bởi vì có một cái vấn đề gốc rễ từ sâu bên trong, đó là bạn không trân trọng bản thân mình đủ, mà bạn đang vô thức hành động không nhận ra. Đó là một cái tổn thương lớn cần được chữa lành. Tuy nhiên, với các bạn tụ hai có thể là đã chữa lành được rồi, hoặc là đang trên cái hành trình chữa lành, và mình thấy bạn chữa lành cũng được 8, 9 trên 10 rồi. Wow, thế thì cũng khá là giống tụ 1. Nghĩa là cả tụ 1 với tụ 2 đều có một cái điểm giống nhau là bạn đang sắp hoàn thành cái hành trình đấy rồi. Đấy, và đây là một cái hành trình tương đối dài hơi, vì cái chuyện chữa lành này đâu phải một sớm một chiều, một tích tắc là bạn chữa được luôn. Bạn có khi á, ví dụ nhá, để 10 trên 10 là chữa lành hoàn toàn, thì cứ vài năm bạn chữa lành 1-2 phần, vài năm tiếp bạn lại chữa lành 1-2 phần, chứ không phải một phát bạn chữa lành được 10 trên 10 đâu. Cái kiểu chữa lành tinh thần nó là như thế đấy, nó không phải là một phát ăn ngay. Thế thì thế này, có thể là trước đó bạn với cái lá chuột với Tower, có thể là bạn đã ăn hành nhiều rồi, bạn gặp phải những cái đối tượng sai, bị cắm sừng rồi, chạy theo những cái mối quan hệ mà bạn biết sẽ không có mang lại kết quả. Có thể là yêu người đã có gia đình, yêu hoa đã có chủ đấy, và kiểu cứ để cho người ta đứng kiểu bạo hành tinh thần bạn ấy. Bạo hành thể xác thì tôi không nói làm gì, nhưng mình nói thật là cái việc thao túng tinh thần hay là bạo hành tinh thần, đối với mình mà nó là một thứ rất là đáng lên án. Đó thật sự rất đáng lên án. Và nếu mà bạn đang ở trong cái mối quan hệ bị bạo hành, hoặc chính bạn là người đang bạo hành người khác, thao túng tinh thần người khác, thì làm ơn hãy tỉnh ngộ sớm. Ok, rồi, mình sẽ không đào sâu vấn đề này nữa. Đó, thế thì bởi vì bị ăn hành nhiều quá, đau khổ quá, nên có thể bạn không... Mình cảm nhận được là trong quá khứ bạn đã khóc lóc ngày đêm, khóc lóc triền miên, không biết phải làm thế nào để dứt ra được cái tình cảnh này. Cái năng lượng của chuột còn mang lại cho mình cái cảm giác gặm nhấm bạn
Bạn bị bứt rứt trong lòng, bạn không biết tiến hay lùi, nó là tiến thoái lưỡng nan. Ví dụ như trong mối quan hệ với người ai đó, bạn không biết nên bỏ họ hay là nên tiếp tục. Tiếp tục thì nó chỉ đem lại đau khổ. Có nghĩa là đây đúng kiểu là người ta bạo hành bạn chán chê, xong mọi người bảo thôi bỏ đi thì lại bảo là ngoài những lúc anh ấy bạo hành em ra, anh ấy rất tốt với em ấy. Vãi. Vãi đúng không? Nhưng mà những bạn mà bị phụ thuộc cảm xúc á, những bạn mà chưa tìm được cái giá trị thật của bản thân á, thường rất dễ rơi vào những cái mối quan hệ như thế. Đấy. Và bạn còn lo sợ là sợ mất người này thì không tìm được người nào tốt hơn người đó. Nhưng mà thưa bạn là người của bạn chả tốt đến thế đâu. Nhưng mà bạn đã không nhìn ra chuyện này. Bạn đã không nhìn ra chuyện này. Nha. Đó là thời điểm trong quá khứ. Nhưng mà bây giờ, sau khi mà đã tìm về được với bản thân, tìm hẳn thì chưa, nhưng mà mình thấy là bạn đã có những cái nỗ lực để hoàn thiện bản thân, để hiểu, để chữa lành thông qua tâm linh. Có thể với một số bạn là đọc sách thôi. Giờ thì bạn hiểu bản thân hơn rồi này, bạn biết sức mạnh của mình này. Và với lá công lý và cái lá align your life này ở đây, mình thấy bạn đã có những cái, cả lá get grounded nữa, đã có những cái cố gắng nỗ lực thay đổi cuộc sống. Đấy. Với những cái bạn mà đang gặp vấn đề cần phải chữa lành ấy, mới đầu thì rất là hoang mang, không biết phải thay đổi như thế nào, nhưng cứ thay đổi đi. Cứ làm bất cứ thứ gì mà bạn cảm thấy khiến cho bạn tốt đẹp lên đi. Ví dụ nhá, mình thì thường hay nói là trong một cái mối quan hệ độc hại, nó khá là giống bị nghiện. Bạn biết nó sai trái nhưng mà bạn không thể dứt hoàn toàn một phát được ngay. Bạn thấy có ai cai nghiện là một phát dừng lại ngay không? Không, mà nó sẽ giảm liều lượng từ từ. Đó, và mình cũng không khuyến khích các bạn một phát dứt ngay khỏi người đó. Bản thân các bạn cảm thấy bứt rứt khó chịu á, rồi sớm hay muộn lại quay lại thôi. Thế nên hãy giảm từ từ. Ví dụ tuần này gọi điện cho họ 10 lần thì bạn giảm xuống tuần sau 8 lần, tuần sau 6 lần đấy. Và cái thời gian không gọi điện cho họ hãy dùng để cải thiện bản thân, tập thể dục hay là ăn uống lành mạnh hay là học một cái gì đó, bất cứ thứ gì khiến cho bạn cảm thấy là bạn đang được cải thiện nhờ cái hoạt động đó, nhờ cái hành động đó. Thì có thể trong một thời gian đầu á, bạn chưa thấy có sự cải thiện đáng kể và bạn cũng chưa thể dứt được họ hoàn toàn, không sao cả. Rồi bạn sẽ thấy kết quả, và đến một ngày nào đấy, tự dưng khi mà bạn đã cải thiện đến một cái mức độ nhất định, tự bạn nhận ra là giống như kiểu tự mình tỉnh dậy khỏi một cơn mê sảng ấy. Tại sao mình lại phải gọi là sao nhỉ, cắm đầu cắm cổ vào cái người như thế này hay cái mối quan hệ như thế này. Đấy. Bạn có thể bắt đầu từ những bước nhỏ nhất. Với một số bạn có thể là dọn nhà, chả hiểu sao tự mình nghĩ việc dọn nhà. Hãy dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp bản thân, nhất là dọn dẹp phòng ngủ. Và khi cái môi trường xung quanh bạn nó gọn gàng, nó ngăn nắp, khi bản thân bạn gọn gàng ngăn nắp là nó ảnh hưởng trong ngoài, nó ảnh hưởng qua lại với nhau, thì tự động bên trong của bạn nó, cái suy nghĩ nó cũng được sắp xếp gọn gàng lại theo. Lúc đấy có thể bạn mới bắt đầu nhìn ra được cái chân tướng sự thật, chân tướng của mối quan hệ, chân tướng của người đó. Mặc dù bao nhiêu người nói không nghe, bao nhiêu người khuyên không nghe, nhưng nếu mà bản thân bạn có thể ngộ ra được thì nó sẽ là nó sẽ là kiểu như là phải tự mình ngộ ra thì mình mới hiểu ấy, kiểu thế. Thế thì thời gian tới, cái khía cạnh nở hoa bung bét là bản thân, 10 ly với nữ hoàng ly ở đây. Dĩ nhiên không phải là bạn chữa lành xong cái là bạn có người yêu ngay, nó không phải như thế. Bạn chữa lành xong, cái quá trình chữa lành lâu hay dài phụ thuộc vào một số người đấy. Và bạn chữa lành xong, bạn học lại được cái cách yêu bản thân, trân trọng bản thân, rồi yêu thế giới, yêu cuộc sống, yêu những người xung quanh, yêu bạn bè, yêu gia đình. Chán chê mê mệt thì vũ trụ may ra mới gửi đến cho bạn cái người đó. Nhưng có thể lúc này bạn không còn quá sốt sắng trong cái việc là vũ trụ ơi gửi người yêu đến cho tôi nhanh đi, tôi cô đơn quá rồi, nè. Khi mà bạn học được cách yêu bản thân đủ á, thì bạn sẽ không thấy quá cô đơn nữa. Bởi vì giờ bạn đã có ai rồi, bạn đã có chính bạn rồi.
Người bạn đồng hành, người đi cùng bạn đến cuối đời chính là bạn, chính là bản thân bạn. Không ai khác cả. Người thế nên là hãy đối xử tốt hơn với cái đứa đó. Cái đứa đang nghe trẻ bái, vì nó sẽ là cái đứa đi cùng bạn đến cuối đời. Hãy chăm sóc nó, chăm sóc cho tinh thần, chăm sóc dạy học cho nó học kiến thức mới, chăm sóc cho sức khỏe, ngoại hình của nó, bất cứ thứ gì liên quan đến chăm sóc. Nếu bạn có thể chăm sóc được người khác thì hãy chăm sóc bản thân bạn nữa nha. Ok, thì đấy là trải bài của các bạn tụ hai. Rồi, khía cạnh nở hoa bung bét đấy là chính là chuyện tình cảm, tình yêu. Mình sẽ dừng cái trải bài này ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh mới Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Bye bye. Xin chào các bạn tụ 3, cũng là tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn là những người chọn viên đá màu hồng và mình sẽ để đá các bạn ở đây nhé. Rồi, với trải bài này thì đầu tiên sẽ rút cho các bạn 4 lá tarot để xem là khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn sắp tới sẽ nở hoa bung bét. Rồi, khía cạnh nào đây? Các bạn có mặt trăng, các bạn có ba kiếm, các bạn có ngôi sao hy vọng và cuối cùng là 10 kiếm. Á chà, tụ ba đúng không? Rồi, cái tụ này. Rồi mình sẽ rút nốt nhá. Rút nốt bài Lenormand với cả Oracle. Khía cạnh nào trong cuộc sống đang nở hoa bung bét? Chúa. Các bạn gọi là chúa. Và lại mặt trăng. Wow. Rồi, nốt. Các bạn có leap, bước nhảy vọt, bạn đi trước đi, vũ trụ sẽ theo sau. Rồi, bạn phải đi trước cơ, vũ trụ mới theo sau bạn. Có Council of Light, hội đồng ánh sáng à. Rồi, những người sẽ đến để support, để giúp đỡ. Và thời đại mới. Thời đại mới. Cái khía cạnh sẽ nở hoa bung bét trong cuộc sống của bạn ấy, mình nghĩ là nó liên quan đến nhận thức và tư duy nhiều. Chứ mình chưa thấy có những cái thay đổi mà nhìn được bằng mắt thường giống tụ 1 và tụ 2. Nó chưa phải là một cái kết quả nhìn thấy được, cầm được, sờ được, nắm được mà mới bắt đầu thay đổi thôi. Và mình cũng nói luôn, nếu mà trên cả hành trình chữa lành thì bạn mới đi được những bước đầu tiên 0,1, 0,2 chứ đếch phải 1. Nha. Rồi, cái năng lượng này á, nó khá là thấp. Mình nói thẳng luôn. À, đây là 5 kiếm chứ phải 10 kiếm nhỉ. Cái năng lượng này vẫn có gì đấy, nó hơi thấp một chút, nó hơi lùn một chút. Đó. Cái năng lượng của bạn á, với hai lá mặt trăng xuất hiện mà bạn biết là mặt trăng thì nó thường thiên về diễn giải theo hướng tiêu cực hơn là tích cực trong theo quan điểm của bói bài của Tarot của Lenormand. Tức là cái mình hiểu là khi mặt trăng, cái thời điểm mặt trăng, tức là mặt trăng sẽ xuất hiện vào buổi tối đúng không? Mặc dù cái ngày trăng rằm, trăng sáng nhất thì bạn nhìn mọi thứ nó vẫn là mập mờ không. Cái ngày trăng sáng nhất bạn nhìn đường vẫn không đủ rõ bằng ngày trời ban ngày và trời âm u. Ban ngày và trời mặt trời bị mây che phủ, bạn nhìn mọi thứ nó vẫn rõ nét hơn. Đó, nghĩ mà xem nhá. Thế thì bạn á là, nếu dùng một từ thì vẫn đang trong trạng thái u mê. Vẫn đang trong trạng thái u mê. Mà thật ra cái vấn đề của bạn ấy nó chỉ là 3 kiếm với 5 kiếm thôi. Tức là cái vấn đề của bạn nói thẳng ra thì nó chẳng có gì to tát cả. Nó chẳng có gì to tát cả. Đấy, nhưng mà bạn bị u mê, thế nên là bạn cứ để cho những cái chuyện nhỏ nhặt đấy nó ngáng hết tâm trí rồi nó đúng như kiểu là bạn đang, đầu óc của bạn nó đang mụ mị cho những cái chuyện bé, chuyện lặt vặt, những cái cuộc cãi nhau, những cái xung đột lặt vặt, và bạn chuyện bé xé ra to.
Bạn để cho những cái chuyện lặt vặt đấy nó cướp đi niềm vui sống giản dị của bạn. À, hôm nay cái đứa đồng nghiệp nó chê áo mình xấu, mình ghét nó quá, bực mình quá, thế là nghĩ về cái đứa đồng nghiệp đấy, ăn không ngon, ngủ không yên suốt cả ngày. À, hôm nay sếp bảo mình là đi làm muộn 5 phút, bực mình bà sếp này quá, sao bà quá đáng ấy nhở, bà soi xét, bà suy xét mày. Thế là xong, không không những tiêu cực như thế mà bạn còn có xu hướng là đi phàn nàn ở đây. Có thể bạn sẽ đi phàn nàn và bạn hiểu khi mà bạn phàn nàn những cái chuyện nhỏ nhặt như thế. Ui hôm nay sếp bảo tao đi làm muộn 5 phút này. Ui hôm nay đồng nghiệp chê cái áo tao xấu này, sao mọi người quá đáng ấy nhỉ? Sao mọi người đối xử với tao thế nhỉ? Mình không biết là bạn kể câu chuyện đấy cho ai, nhưng mà bạn hiểu là bạn đang vô tình phát ra năng lượng tiêu cực cho người nghe. Vì những cái thứ bạn phàn nàn nó rất trẻ con. Nó rất trẻ con, mình không biết tuổi của bạn bao nhiêu nhá. Đấy, nếu bạn trẻ con thôi ok mình chấp nhận, nhưng mà nếu bạn 30 40 tuổi rồi bạn vẫn thế thì wow, phải xem lại. Thật. Ok, nhưng mà với cái lá ngôi sao này, rồi bước nhảy vọt ở đây này. Đấy, rồi chuẩn bị là sắp tới sẽ gọi là thời đại mới, thì mình nghĩ là sắp tới sẽ có những cái thay đổi nó tích cực hơn. Và sẽ có thay đổi liên quan đến suy nghĩ, tư duy, nhận thức, mình thấy sẽ có cái sự trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ, trưởng thành hơn về tư duy. Và khi mà bạn đã trưởng thành hơn về suy nghĩ, tư duy rồi thì kéo theo là thái độ và hành vi, hành động của bạn cũng chín chắn theo. Đó. Có thể là bạn tìm đến tâm linh, có thể là bạn tìm đến đọc sách, hoặc là bạn được gặp một cái ai đó gọi là người thầy tinh thần của bạn, nói cho bạn, chửi vào mặt bạn, nói thẳng vào mặt bạn, thế là kiểu bạn nghe bạn bảo ừ đúng, mình cũng hơi trẻ con thật, mình cần phải thay đổi. Cái vấn đề của bạn nó không lớn, nó không nặng nề giống cái vết thương, cái tổn thương, cái vấn đề sâu sắc gốc rễ giống các bạn tụ hai. Đây chỉ là tính cách thôi, tính cách. Có thể là các bạn được chiều quá hóa hư, có thể thế, hoặc là cuộc sống của các bạn trước giờ yên bình quá nên là tự tạo drama cho cuộc sống thêm sóng gió. Nó là như thế nhá. Thế nên mình mới nói thẳng luôn là mình thấy cái năng lượng này nó còn hơi, có còn gì đấy, nó hơi hơi trẻ con. Yên tâm là trong cái hành trình của bạn á, đấy, sẽ có người giúp, không phải sẽ có người giúp mà, ừ sẽ có người giúp, có thể là bạn bè này, hoặc là thầy tinh thần, thầy tâm linh đến giúp bạn. Được một cái là bạn không bị vô duyên đường đường các mối quan hệ. Tức là bạn cho đến nay thì có thể bạn chưa gặp được một cái hành nào đấy gọi là hành ngập mồm. Thế nên bạn vẫn giữ cái thái độ sống này suốt từ bấy lâu đến nay. Đấy. Nhưng mà rồi tự bạn cũng tự thấy là sống thế này thì mệt quá, tại sao một cái chuyện còn con thôi, đồng nghiệp liếc mắt nhau cái thôi, hoặc là đi vào thang máy nó không nhường mình thôi, mà tại sao mình để những cái chuyện bé xíu xìu 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 đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Đấy, kiểu như vậy nhá. Tự bạn cảm thấy là không được, mình sống thế này là không được, hoặc là có ai đấy đến để nói cho bạn biết mày sống thế là không được, chửi bạn rồi khuyên nhủ bạn bằng đủ mọi cách để kéo bạn ra khỏi khỏi cái năng lượng của mặt trăng. Đấy, năng lượng mặt trăng là khi mà bạn đang nhìn đường nó không sáng tỏ, bạn đang không sáng tỏ, đây không chỉ sáng tỏ về tình huống, những người xung quanh, các mối quan hệ, mà là sáng tỏ cả về bản thân nữa, bạn đang không nhìn thấu được bản thân mình. Đấy. Ừ, cũng may là các mối quan hệ xung quanh, bạn bè rồi đồng nghiệp tốt, may đấy. Nhưng mình chẳng biết thế là may hay không nữa, bởi vì mình đã từng nói chuyện cái chuyện, cái kiểu tình huống như thế này với một người bạn của mình. Đấy, thì người bạn đó có nói với mình là thật ra những ai mang đang trong cái năng lượng của tụ ba, giống như tụ ba, sẽ không phải là may, bởi vì kiểu như là cái phúc phần của bạn tốt, à nói là thế nhá, nên là bạn gặp toàn người tốt, nhưng mà cái tính cách, cách của bạn thì lại trẻ con. Đấy,
nên những người tốt đó thường sẽ bỏ qua cho bạn. Mà khi họ đã bỏ qua thì bạn sẽ không bao giờ sửa được cái tính cách này. Đấy, còn nếu mà bạn gặp phải người không tốt, họ chửi bạn luôn, hoặc họ đối xử với bạn không ra gì, hoặc họ cũng kiểu tạt cái gáo nước lạnh vào mặt bạn, thì lúc đấy bạn mới tỉnh ngộ nhanh, bạn mới lớn nhanh, trưởng thành nhanh. Còn đây giống như kiểu là bạn hư, bạn đòi hỏi, và thế là mọi người vẫn chiều bạn á. Và bạn vì được chiều như thế nên là bạn nghĩ là à, cái tính đòi hỏi, cái tính đành hanh đó của mình không có gì là xấu, không có gì là sai. Đấy. Ok. Nhưng mà mình không có dám chắc là mọi người sẽ, tất cả những người xung quanh sẽ yêu chiều bạn đến cuối đời. Bởi vì sẽ có một ngày nào đấy vũ trụ ngứa mắt quá và gửi cho bạn đến một người, gửi tặng bạn một người, và người đấy sẽ đúng kiểu không chỉ tạt vào mặt bạn gáo nước lạnh đâu, mà là gáo nước đá luôn ấy, nó có cả đá luôn ấy. Đấy, thì lúc đấy bạn sẽ không biết phải xoay sở như thế nào. Nên là thôi, mình trưởng thành được lúc nào hay lúc đấy, mình thay đổi được lúc nào hay lúc đấy. Và mình thấy sắp tới nhờ có sự giúp đỡ của những người khác, nhờ có sự can thiệp của những người khác mà sẽ có những cái thay đổi tích cực về suy nghĩ, và mình thấy có sự trưởng thành ở đây. Ok. Rồi, thì đấy là trải bài của các bạn tụ 3. Mình sẽ dừng trải bài này ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Thông điệp thì cũng đã nói xong rồi. Các bạn đừng quên ủng hộ kênh mới của mình là Tự Học Tarot Cùng Thu Anh nhé. Ok, bye bye.